Rồi chào anh em nha. Đó, tiếp tục đóng nút đề nút xi nhan cho anh em, vẫn còn khuyến mãi nha anh em nha. Vẫn còn khuyến mãi cho những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu chơi thì nút đề nút xi nhan đây của Thái nha anh em. Thì vẫn đang trong chương trình khuyến mãi cho anh em. Cái mức giá thì vẫn là hai nút bình thường là 300 thì chỉ còn 165 thôi. Anh em ta tranh thủ anh em chốt giúp cho Đạt ha. Đây, hàng đi rất là đều cho anh em luôn. Đó, hàng đi đều cho anh em nha. Này, anh này mua hai nút luôn. Anh này mua một nút nè. Hai nút nè. Hai nút là bốn nút anh em, nó hai cặp á. Đó. Còn rất là nhiều nữa nha anh em nha. Bây giờ mới có 9 giờ rưỡi sáng thôi mà đang đóng bà kịch cho anh em để cho nó kịp đây. Hôm nay cũng là thứ 6 rồi, tranh thủ đóng cho anh em chứ không thì không kịp. Ở bên này là phía tóc shop nha, bên này cũng đang đóng luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua thì liên hệ với Đạt nha. Một nút đang có chương trình sale Black Friday, siêu giảm giá cho anh em, nút đề nút xi nhan, rim Thái, nút đề start nha. Giá từ 300 giảm còn 165.000 cho một nút đề cộng với một nút xi nhan cho anh em luôn. Bình thường là 300 nha anh em nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt. Ngoài ra thì còn có cảng yên rim Thái nữa, cảng yên rim Thái thì mới về nãy giờ bán được chắc khoảng 20 cây rồi. Còn khoảng mười mấy cây nữa thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì ủng hộ cho Đạt luôn nha. Đó, cái này thì nói chung là hàng hiếm mà anh em ủng hộ thôi chứ thực ra là không đủ bán nha. Thì anh em nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với Đạt để Đạt gửi sớm cho anh em nhận được hàng sớm nha. Cảm ơn quý anh em đã luôn luôn ủng hộ sắp chân Đạt rất là nhiều và chúc anh em có những ngày cuối tuần thật vui vẻ nha. Và bước qua tháng 12 rồi, đúng rồi, hôm nay bước qua tháng 12 rồi thì tí mình sẽ làm thêm một cái chương trình giảm giá gì đó cho anh em chúng ta khoái ha. Rồi, để khích lệ tinh thần của anh em, kích cầu cho anh em mua hàng cho nó mạnh. Thì tí nữa khoảng 11 giờ nữa thì mình sẽ làm cho anh em một cái chương trình giảm giá tiếp theo. Thì hy vọng là anh em sẽ ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình nha. Cảm ơn quý anh em rất 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 là nhiều luôn.